Kính chào quý phụ huynh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết học môn Toán lớp 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua những tiết học trên truyền hình như thế này, cô tin tưởng rằng các con đã được rèn luyện kỹ năng biết chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ, ngồi học đúng tư thế và cả cách học hiệu quả nữa đúng không nào? Trong quá trình học tập các con gặp bất cứ khó khăn gì, hãy chia sẻ với ba mẹ hoặc thầy cô nhé. Trước khi bắt đầu bài học mới ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng đến với phần khởi động. Mời các con hãy theo chân bạn robot đi câu cá. Bằng cách là các con hãy lựa chọn những con cá ghi kết quả đúng của phép tính nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi câu cá nào các con. 6 cộng 8 bằng mấy? Các con lựa chọn con cá mang số mấy? Bạn robot lựa chọn con cá mang số 14. Vậy là chúng ta đã câu được một con cá rồi vì 6 cộng 8 bằng 14. Chúng ta hãy tiếp tục thả câu nhé. 7 cộng 5 bằng bao nhiêu? Các con hãy đưa ra sự lựa chọn của mình đi nào. Bạn robot chọn. Con cá mang số 12 bởi vì 7 cộng 5 bằng 12. Chúng ta tiếp tục nhé. 8 cộng 3 bằng mấy? bạn robot lựa chọn. Con cá mang số 11. Chúng ta tiếp tục nhé các con. 9 thêm mấy được 10? Và sự lựa chọn của bạn robot là 9 thêm 1 được 10. Qua trò chơi này, các con có thấy thú vị không? và trò chơi cũng giúp cho các con củng cố lại các phép tính cộng qua 10. Đặc biệt ở câu hỏi chín thêm mấy được 10. Thêm có nghĩa là cho thêm là cộng thêm vào đấy các con. Vậy chúng ta sẽ vận dụng vào bài toán có lời văn như thế nào để biết được điều đó cô mời các con hãy cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bài 9. Bài toán về thêm bớt một số đơn vị. Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu tiết 1. Giải bài toán về thêm một số đơn vị. Qua bài học này sẽ giúp cho các con nhận biết được bài toán về thêm một số đơn vị, biết giải và trình bày bài giải, vận dụng giải được bài toán về thêm một số đơn vị các con hãy cùng mở sách giáo khoa và học với cô nhé bây giờ các con hãy cùng với bạn robot và các bạn khám phá kiến thức mới ngày hôm nay các con hãy quan sát tranh và cho cô biết trên khay có bao nhiêu quả trứng À, trên khay có 8 quả trứng. Bạn Mai đang làm gì đấy các con? Đúng rồi, bạn Mai đang cho thêm hai quả trứng vào khay. Liên quan đến nội dung bức tranh này, cô có bài toán như sau. Mời các con hãy đọc thầm bài toán. con hãy đọc to bài toán cùng cô. Bài toán trên khay có 8 quả trứng. Mai cho thêm 2 quả trứng. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng? Bạn Nam có câu đố dành cho chúng ta đấy các con. Đó là giải bài toán này như thế nào nhỉ? Bạn robot trả lời. Muốn giải được bài toán, chúng ta phải tìm hiểu xem bài toán cho biết gì, hỏi gì, tóm tắt bài toán và trình bày bài giải. Bạn robot vừa gợi ý lại cho chúng ta các bước giải một bài toán có lời văn đấy các con, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu bài, xem bài toán cho biết gì, hỏi gì, tóm tắt bài toán và trình bày bài giải. Vậy muốn giải được bài toán này, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài toán nhé. Bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết trên khay có 8 quả trứng. Mai cho thêm 2 quả trứng. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng tóm tắt bài toán. Khi tóm tắt bài toán, các con hãy chú ý các từ khóa có trong bài toán đó là có, thêm và có tất cả. Các con hãy quan sát lại bài toán và cho cô biết. Có mấy quả trứng? À, có 8 quả trứng. trứng thêm hai quả trứng bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng đây là tóm tắt của bài toán này các con tóm tắt của bài toán sẽ cho chúng ta biết bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì dựa vào tóm tắt của bài toán chúng ta sẽ giải được bài toán sau đây cô sẽ hướng dẫn các con trình bày bài giải bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng vậy chúng ta viết câu lời giải là số quả trứng có tất cả là khi viết câu lời giải các con hãy chú ý chữ số đầu câu các con viết hoa sau chữ là là dấu hai chấm viết xong câu lời giải chúng ta viết phép tính. Ở đây đề bài cho biết có 8 quả trứng, thêm 2 quả trứng, vậy các con sẽ lựa chọn phép tính gì? À, chúng ta sẽ lựa chọn phép tính cộng. Chúng ta lấy số quả trứng có là 8 quả cộng thêm 2 quả. Ta được phép tính 8 cộng 2. Các con hãy nhẩm xem 8 cộng 2 bằng mấy? Đúng rồi, 8 cộng 2 bằng 10 quả. Lưu ý, đơn vị của bài toán các con viết trong ngoặc đơn. Cuối cùng chúng ta viết đáp số 10 quả trứng. Mời các con hãy đọc lại bài giải cùng cô. Bài giải số quả trứng có tất cả là 8 cộng 2 bằng 10 quả. Đáp số 10 quả trứng. Như vậy là cô trò chúng mình vừa tìm hiểu giải bài toán và trình bày bài giải của bài toán. Thêm một số đơn vị đấy các con. Các con hãy lưu ý. Bài toán cho biết trên khay có 8 quả trứng, cho thêm 2 quả trứng. Thêm 2 quả là thêm 2 đơn vị đấy các con. Vậy đây là bài toán dạng thêm một số đơn vị. Khi giải bài toán dạng thêm một số đơn vị, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Và các con lưu ý, khi viết bài giải chúng ta sẽ trình bày như thế nào chúng ta sẽ trình bày viết câu lời giải viết phép tính và viết đáp số các con hãy ghi nhớ nhé và vận dụng tốt vào phần hoạt động để giúp cho các con nhận biết cũng như giải và trình bày được bài giải cô trò chúng mình sẽ đi vào phần hoạt động Đến với phần hoạt động, cô mời các con hãy quan sát tranh. Tranh vẽ, bạn Việt đang cắm hoa đúng không các con? À, các con hãy quan sát xem. Trong lọ hoa có bao nhiêu bông hoa? Trong lọ hoa có 9 bông hoa. Bạn Việt cắm thêm vào lọ mấy bông hoa các con bạn việt cắm thêm vào lọ sáu bông hoa nữa liên quan đến nội dung tranh cô có bài toán như sau mời các con hãy cùng đọc thầm bài toán Mời các con hãy đọc to bài toán cùng cô nhé. Lọ hoa có 9 bông hoa. Việc cấm thêm 6 bông hoa, hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa? Bây giờ để giải được bài toán này, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài toán. Các con quan sát lại bài toán và cho cô biết bài toán cho biết gì? À, bài toán cho biết lọ hoa có 9 bông hoa. Việc cắm thêm 6 bông hoa. Các con thấy, việc cắm thêm 6 bông hoa. Thêm 6 bông hoa là 6 đơn vị đấy các con. Vậy đây là dạng bài toán gì các con? đúng rồi đây là dạng bài toán về thêm một số đơn vị thế bài toán hỏi gì à bài toán hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa bây giờ cô trò mình sẽ cùng tóm tắt lại bài toán khi tóm tắt các con hãy chú ý các từ khóa là có thêm và có tất cả vậy các con xem có mấy bông hoa à có chín bông hoa thêm mấy bông hoa thêm sáu bông hoa bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa đây là phần tóm tắt bài toán tóm. tóm tắt bài toán sẽ cho chúng ta biết bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì khi trình bày vào vở các con sẽ không cần viết phần tóm tắt vào nhé các con bây giờ dựa vào tóm tắt bài toán cô trò mình sẽ cùng giải bài toán này nhé sau đây là cách trình bày bài giải ở đây bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa vậy câu trả lời sẽ là số bông hoa có tất cả là bài toán này là bài toán dạng thêm một số đơn vị nên các con sẽ thực hiện phép tính cộng bây giờ các con hãy suy nghĩ và viết các số thích hợp vào vở nhé mời các con hãy kiểm tra lại cùng cô chúng ta có phép tính là có 9 bông hoa cộng thêm 6 bông hoa. Vậy ta có phép tính là 9 cộng 6. 9 cộng 6 bằng bao nhiêu các con? À, 9 cộng 6 bằng 15 bông. Đơn vị của bài toán con hãy để trong ngoặc đơn nhé. Cuối cùng là đáp số 15 bông hoa. Mời các con hãy đọc lại bài giải cùng cô. Bài giải số bông hoa có tất cả là 9 cộng 6 bằng 15 bông. Đáp số 15 bông hoa. Như vậy là cô trò chúng mình vừa giải và trình bày được bài giải với dạng toán là thêm một số đơn vị đấy các con tiếp tục các con hãy quan sát tranh sau các con có biết các bạn đang chơi trò chơi gì không à các bạn đang chơi kéo co đấy trò chơi kéo co được chia làm hai đội các bạn ở trong đội sẽ ra sức kéo sợi dây về phía đội mình đội nào kéo được đội bạn về phía đội mình đội đó sẽ giành chiến thắng. Các con hãy xem có bao nhiêu bạn đang chơi kéo co. Đúng rồi, có 8 bạn đang chơi kéo co. Thế 8 bạn này kéo mãi chưa phân được thắng bại. Các con hãy xem tiếp có bao nhiêu bạn đến cùng chơi. Có thêm 4 bạn nữa đến cùng chơi. Thể hiện nội dung tranh này, cô cũng có bài toán sau đây. Các con hãy đọc thầm lại bài toán. Mời các con hãy đọc tôi bài toán cùng cô. Có 8 bạn đang chơi kéo co. Có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co Để giải được bài toán, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài toán nhé các con. Bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết có 8 bạn đang chơi kéo co. Có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Các con thấy có thêm 4 bạn đây là dạng bài toán gì các con à đây là bài toán dạng thêm một số đơn vị bài toán hỏi gì bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co vậy câu trò chúng mình sẽ cùng tóm tắt lại bài toán nhé khi tóm tắt con hãy chú ý các từ khóa là từ có thêm và có tất cả con hãy xem lại bài và cho cô biết có mấy bạn? À, có 8 bạn. Thêm mấy bạn? Thêm 4 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Dựa vào tóm tắt các con hãy suy nghĩ và giải bài toán này nhé ở đây các con thấy chúng ta đã có câu trả lời rồi hỏi có tất cả bao nhiêu bạn vậy câu trả lời là số bạn chơi kéo co có tất cả là các con hãy suy nghĩ và viết phép tính thích hợp vào vở các con hãy kiểm tra lại phép tính cùng cô nhé ở đây, các con sẽ thực hiện phép tính C Đây là bài toán về thêm một số đơn vị cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Có 8 bạn cộng thêm 4 bạn. Ta được phép tính 8 cộng 4. Các con tính nhẩm xem 8 cộng 4 bằng bao nhiêu? À, 8 cộng 4 bằng 12 bạn. Đơn vị của đề bài con hãy viết trong ngoặc đơn nhé. Cuối cùng mình viết đáp số 12 bạn. Đơn vị của bài toán ở đáp số thì con không cần viết trong ngoặc đơn. Bây giờ hãy đọc lại bài giải cùng cô nào. Bài giải số bạn chơi kéo co có tất cả là 8 cộng 4 bằng 12 bạn. Đáp số 12 bạn. Vậy là cô trò chúng mình vừa tìm hiểu và giải được bài toán dạng thêm một số đơn vị đấy các con. Khi giải một bài toán có lời văn, các con hãy chú ý thực hiện theo 3 bước. Bước 1: phân tích, tìm hiểu đề bài. Xem bài toán cho biết gì, hỏi gì. Bước 2: tìm phép tính giải bài toán. Bước 3 trình bày bài giải. Khi trình bày bài giải, các con hãy viết câu lời giải, viết phép tính và viết đáp số. Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã nhận biết được bài toán dạng thêm một số đơn vị, biết giải và trình bày được bài giải dạng toán thêm một số đơn vị đấy các con. Các con hãy hoàn thành lại bài tập số 1, số 2 sách giáo khoa trang 36 và chuẩn bị tốt cho bài học sau, bài giải bài toán về bớt một số đơn vị. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tất cả các con. Mến chúc tất cả các con thật nhiều sức khỏe nhé.